Đang bình sư có đi khất thực không? Thì xin thưa với quý vị đó, trong cái mùa dịch bệnh này đương nhiên sư không có đi khất thực rồi. Đức Phật có dạy tỳ kheo và Phật tử tại gia nên làm gì trước đại dịch căn bệnh đang kéo đến trong bài kinh nào không sư? Trong kinh đi. Trong kinh Tạng có đôi khi nó cũng có một vài nơi nó xảy ra dịch bệnh, nhưng mà cái cách giải quyết của những người ở đó, của một số người thôi chứ không phải là của tất cả mọi người, đó là bỏ xứ mà đi. Tức là trong khi mà mình vẫn chưa chịu cái bệnh đó thì bỏ xứ đi. Nhưng ví dụ như bệnh dịch hạch, bệnh tiêu chảy thì nhưng mà những cái bệnh đó nó không như cái bệnh COVID này. Bệnh COVID này nó cái thời gian ủ bệnh nó lên tới 10 14 ngày và hơn 14 ngày. Cho nên là mình không có chơi cái trò này được. Mà bây giờ mà mình chơi cái trò là mình chạy trốn ấy, là mình khéo mình còn mang nghiệp. Cho nên cái cách đó mình không có xài được. Quý vị làm sư nhớ đến cái trường hợp là sông Hằng dâng nước của những người dân xứ Bách Chi. Thì trong một lần ấy, trong thành Bách Chi ấy, không phải à, thành quê Sa Ly, thành quê Sa Ly, thành quê Sa Ly ấy, lần đó là có một cái dịch bệnh. Dịch bệnh bắt đầu có người chết và người chết nhiều, bắt đầu phiên nhơn nó kéo tới. Và rồi bắt đầu nó không khí cái môi trường ô nhiễm. Thì khi mà thành quê Sa Ly bị những cái vấn đề như vậy, những người đứng đầu của thành quê Sa Ly, tức là từ nhà vua, mới xét coi làm những cái chuyện này. Đầu tiên là xét coi cái giới hạnh của mình có vấn đề hay không, tức là năm giới của mình ấy, có tròn hay không. Từ cái người đứng đầu, rồi vị này mới nhờ những cái người ở xung quanh đánh giá mình. Tự mình đánh giá mình chưa đủ, nhờ những người xung quanh đánh giá mình là mình có phạm cái lỗi lầm nào hay không. Đấy. Nếu như mà bản thân mình phạm lỗi lầm thì vị này sẽ bỏ đi, tức là nhường nhường ngôi lại và sẽ không có đứng ra làm vua ở cái xứ đó nữa, tại vì mình không có xứng, và do cái lỗi lầm của mình cho nên mới gây ra những cái dịch bệnh. Nó cũng giống như thời nay có một số vị đứng đầu một cái khu vực, đứng đầu một nơi nào đó, mà để cho cái nơi đó xảy ra thiên tai, xảy ra dịch bệnh thì cái văn hóa từ chức đấy, thì nó cũng tương tự như vậy. Tức là mình xét thấy là bản thân mình có vấn đề đấy thì vị này từ chức. Thì hồi xưa cái văn hóa từ chức này đã có hồi xưa rồi, tức là xét coi bản thân mình cái giới hạnh của mình có vấn đề hay không. Nếu mà giới hạnh của mình có vấn đề đó là từ chức đấy. Rồi cái nữa đó là xét xuống dưới nữa là dân chúng có giữ gìn giới hạnh hay không. Đấy, nếu mà giữ không có giữ gìn giới hạnh ấy, thì đó là lỗi của người dân. Rồi khi mà xét thấy là dân xứ mình ấy, giới hạnh không có vấn đề, thì mới nghĩ đến cái chuyện là có thể là do mình thiếu phước, nên mình nên tạo công đức, nên tạo phước. Và dân thành quê Sa Ly mới thỉnh Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn gồm 500 vị đến thành quê Sa Ly. Thì khi đến như vậy đó, vị này chuẩn bị rất là nhiều. Quý vị có thể tham khảo sự kiện sông Hằng dâng nước ở trong chú giải Kinh Pháp Cú. Làm rất là nhiều việc, ví dụ như là xây làm chuẩn bị một con đường hoa, rồi để những cái chỗ cho
Đức Phật và Tăng Đoàn trên cái đường đi đó có chỗ nghỉ lại. Và khi Đức Thế Tôn mà đến thì Sông Hằng mới dâng nước để nó gột rửa những cái mình gọi những dịch bệnh ở trong thành, và nó cuốn những cái xác chết đi. Và khi Đức Phật đến như vậy đó thì chư thiên đến thì những cái hàng phi nhân á, nó hoảng sợ nó chạy đi. Và sau đó Đức Phật giao cái bình bát của ngài đó đưa cho ngài Ananda, tức là ngài Ananda là một vị thánh sơ quả, cầm bình bát của một vị chánh đẳng chánh giác đi ba vòng thành Vesali tụng bài kinh Ratanasutta. Thì khi đó những dịch bệnh ở trong thành Vesali là biến mất. Mà quý vị hỏi bây giờ mình có thể tham khảo được những cái vấn đề gì ở trong đây? Đầu tiên á, nếu như mình là cái người đứng đầu thì nên suy nghĩ coi là giới hạnh của mình có vấn đề hay không, và mình có làm cái gì nó lầm lỗi hay không, mình có trong sạch hay không, suy nghĩ chuyện. Cái thứ hai, nếu quý vị không phải là người đứng đầu, bản thân quý vị cũng vậy, xét coi bản thân mình, giới hạnh của mình có vấn đề gì hay không, người khác có chê trách mình hay không. Nếu như mà giới hạnh của mình có vấn đề đó thì ráng giữ giới, ráng giữ giới. Rồi thêm một vấn đề nữa, nếu như mà giới hạnh của quý vị mà đã không có vấn đề gì rồi thì quý vị làm thêm một chuyện nữa, đó là làm phước, tạo nhiều công đức. Nhưng mà bây giờ thì đang giãn cách xã hội cho nên là chư tăng cũng không có tới nhà quý vị được đâu. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều cách để làm phước, rất nhiều cách để tạo công đức. Thì nên tạo công đức, nhờ như vậy đó chúng ta sẽ có được sự bảo hộ. Rồi. Ngoài ra ở trong chú giải, trong những cái phần mà nói đến cái việc tu tập tâm từ, hoặc là ngay trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói, cũng nói đến những cái lợi ích của tâm từ. Quý vị biết là tâm từ ấy, đề mục từ tâm là một đề mục duy nhất mà hàng phàm phu có thể thực hiện. Mà đối với người đang sống ở trong tâm từ thì vị ấy sẽ miễn nhiễm đối với sự tấn công từ bên ngoài. Cho nên xưa có một lời đề nghị là quý vị nên thực hành từ tâm, nên rải tâm từ. Bên cạnh cái việc giữ giới, bên cạnh việc bố thí, quý vị nên thực hành tâm từ. Bởi vì khi quý vị thực hành tâm từ ấy, thì đầu tiên là chúng ta được nhiều thiên nhân yêu mến, được người này người kia yêu mến, và nó sẽ là một cái từ trường lành đối với xung quanh. Hơn nữa, nhờ có tâm từ chúng ta sẽ được bảo vệ, được cái lớp bảo vệ của tâm từ. Đấy, cho nên ráng thực hành ba chuyện này, quý vị sẽ được an ổn. Và đương nhiên là ngay cả với cái vị chứng thiền đề mục tâm từ thì có đôi khi đề mục tâm từ nó cũng không có tác dụng khi mà cái nghiệp ác, mà cái nghiệp trọng nghiệp ấy, nó trổ thì chịu thua. Ví dụ như bà hoàng hậu mà bị thiêu sống, bị thiêu chết, năm trong cô cung nữ bị thiêu chết. Vị này đó là đệ nhất từ tâm, đệ nhất từ tâm, nhưng mà vẫn bị thiêu chết. Lý do là cái trọng nghiệp quá khứ, bà đã cố ý bà thiêu chết một vị Phật độc giác, cho nên thời nay cái quả nó trổ, và do cái trọng nghiệp nó trổ cho nên là bà không thể nào bà nhập vào đệ mục từ tâm được. Nhưng mà đương nhiên là đó chỉ trong trường hợp là trọng nghiệp nó trổ thôi. Thì nếu như mà trọng nghiệp của mình nó trổ thì mình chịu thua, cái đó
không cứu được, nhưng mà mình vẫn có thể là mình tiếp tục mình thực hành. Bằng chứng là sư thấy có nhiều vị sư Miến Điện ấy, rất là đẹp, đó là gì? Trong khu cách ly, mỗi vị một giường, đeo khẩu trang, nhưng mà vẫn hành thiền. Và khi các vị đó hành thiền ấy, thì thứ nhất là trong thời gian mà mình cách ly như vậy thì đâu có việc gì để làm, thì chỉ có hành thiền thôi. Cái thứ hai là nó noi gương cho hậu thế, người ta nhìn vào người ta sẽ noi gương. Cái thứ ba là nếu như mình lỡ có chết ấy, thì cũng nắm cái vé, một là giải thoát giác ngộ, hai là đi lên chứ không đi xuống. Đấy. Cho nên dù cho quý vị có bị trọng nghiệp mà quý vị nhiễm COVID đi chăng nữa thì cũng ráng hành thiền. Còn nếu như quý vị không bị cái trọng nghiệp thì quý vị làm ơn làm phước làm ba chuyện, xét coi mình có vấn đề gì giới hạn hay không. Thứ hai là làm phước, thứ ba là hành thiền. Tôi đề nghị quý vị hành thiền để một từ tâm.